Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con xe cút Sumitomo. Con này xe cút Sumitomo S80 nha anh em. Đây, đầu tiên em sẽ quay cho anh em xem cái gào. Đây, gào lớn. Đây, gào đây nè. Gào này nào 20 40, gào 45, gào cực kỳ lớn luôn. Gào siêu vip luôn, cần siêu dài luôn anh em, giờ cái cần nè. Rồi nó dài phải nói luôn. Tự nhiên em cũng có hướng dẫn mấy anh em á, có nói chung là mấy anh em nào thấy cái khoảng cách từ cái này, từ sợi xích mà tới cái này nó càng dài là cái cần mình nó càng dài vậy thôi. Anh em thấy không, cái cần nó dài chưa không, em cần cái lắc luôn. S80FX Sumitomo S80FX con này thì còn rất là đẹp. Xe cuốc mà cỡ như vậy là đẹp lắm anh em. Đây là hàng nè, con này thì đời này nó xài nhông rồi nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, xài nhông. Nhông hành tinh, nhông đời mới. Nhông đời mới thì nó chụp ở đây. Còn có những cái đời nhông á là mình phải có cái phe đây nè. Nhưng mà con này thì nó xài ốc ở đây. Đó, và mình đổ nhớt vô đây. Xả nhớt ở đây. Vậy thôi. Đó, nhà tinh của nó nè, anh em thấy không? Còn rất là đẹp. Này, xích xiết đồ rất là ok. Quay từ từ cho anh em xem. Hai bên. Rồi lái đây. Ghế. Lái che. Đổ cần. Đây cần thao tác, cần chạy đây. Làm. Ra. Yeah. Con này nó chạy mới có 4.000 mấy giờ rồi nè. 4.778 giờ. Cái dòng xe cuốc mà chạy cái số giờ này là quá ít rồi. Rất là đẹp. Thì con này nó đang chạy cái động cơ như vậy là Isuzu 3K C1. Thì thường là Sumitomo thì họ xài cái động cơ Isuzu là nhiều ha. Đó, anh em thấy cái động cơ đẹp ghê không? Mê hồn. Rồi, không thể chê vào đâu. Bơm qua khoang, bơm lớn ha. Bởi sao mà nó chơi nó kéo cái gào dữ dằn thì động cơ không chê vào đâu được. Rồi nổ đi lên. Cái màu xanh này á, nó lên video á, nó đúng hướng, không đúng hướng là nó ra nguyên cái màn hình nó xanh đó. Rất là nhẹ nhàng. Đóng cái lam xuống rồi. Được. Qua số điện thoại 0913 948 706
0972 547272 và 0913. Lên xuống rất là nhẹ nhàng, nhịp nhàng luôn. Rồi thôi em xin kết thúc video tại đây ha. Anh em có quan tâm thì cứ liên hệ với em. Rồi em báo giá cụ thể cho anh em ha. Xe rất là biết. Đó, vẽ một tầng qua mạnh kinh hồn. Những dòng Sumitomo này thì được những anh miền Tây cực kỳ thích. Thứ nhất là cái cần nó dài, thứ hai là máy mạnh, bơm lớn đó. Phù hợp cho mình đi làm công trình hay là đào ghê không? Quá dài cần nó dài. Rồi thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.